Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cho các bác sản phẩm kéo các cành trên cam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Hiện tại công ty đang phân phối hai dòng kéo chính là kéo cắt cành dài 2 đoạn và kéo cắt cành 3 đoạn. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về các sản phẩm của công ty. Sau lưng em đây là các mẫu sản phẩm đã được công ty bày sẵn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về các mẫu sản phẩm. Đây là sản phẩm kéo các cành 2 đoạn có chiều dài là 3m và 4m. Loại 3m thu ngắn lại tối đa sẽ là 1,8m và sẽ có 5 mức sử dụng để các bác để tùy chỉnh độ dài. Sản phẩm kéo cành 4m thu ngắn lại tối đa là 2,3m và có 7 mức điều chỉnh độ dài. Các bác mua sản phẩm của công ty đều sẽ được tặng kèm một lưỡi cưa của nhà sản xuất để các bác có thể cưa các cành to. Tiếp theo là các sản phẩm kéo các cành trên cao 3 đoạn. Sản phẩm này thì được làm từ hợp kim nhôm, nhẹ, bền và chắc chắn. Đây là sản phẩm kéo 3 đoạn dài 3m, thu ngắn lại tối đa sẽ là 1,4m. Tiếp theo là sản phẩm kéo các cành 3 đoạn dài 4m, thu ngắn lại tối đa sẽ là 1,7m. Cuối cùng là sản phẩm kéo các cành 3 đoạn dài 5m, thu ngắn lại tối đa sẽ là 2m. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết về thông số sản phẩm cũng như là cách sử dụng kéo cắt cành 2 đoạn dài 3m. Đây là phần ngoài bao bì của sản phẩm. Khi mua hàng, các bác sẽ được tặng một lưỡi cưa của nhà sản xuất. Phía sau là phần thông tin của sản phẩm. Sau đây em sẽ bóc phần bao bì này ra để cho các bác xem chi tiết hơn. Phần đầu kéo gồm có lưỡi kéo, phần giữ quả và phần nắp lưỡi cưa. Lưỡi kéo được làm bằng thép không gỉ, rất sắc và bền. Bên cạnh lưỡi kéo là phần giữ quả. Khi các bác dùng kéo để hái quả thì các bác lưu ý hướng phần giữ quả về phía quả. Khi dùng kéo cắt các cành to thì các bác tháo phần kẹp nhựa giữ quả ra, mục đích là để lưỡi kéo cắt sâu hơn, tránh việc phần giữ quả kẹp vào cành làm lưỡi kéo cắt không đứt được cành. Còn đây là phần nắp lưỡi cưa. Em sẽ tháo con ốc này ra và hướng dẫn các bác nắp chi tiết lưỡi cưa vào. Các bác lưu ý là các bộ phận của kéo có thể tháo rời được. Nếu trong quá trình sử dụng các bác có các bộ phận bị hỏng hóc thì có thể liên lạc với công ty. Công ty sẽ gửi cho các bác các bộ phận để thay thế. Đồng thời sẽ có nhân viên kỹ thuật hướng dẫn các bác thay thế các sản phẩm. Phần thân kéo được làm bằng inox không gỉ chắc chắn. Khi các bác muốn thu ngắn lại hay kéo dài ra thì các bác sẽ bấm vào phần chốt này. Các bác lưu ý là phần chốt sẽ phải khớp vào các lỗ ở trên phần thân kéo thì các bác mới có thể sử dụng được.
Kéo 3 mét thì sẽ có 5 nỗ, ứng với 5 độ dài của kéo, từ 1,8 mét đến 3 mét. Khi các bác muốn thu ngắn lại thì các bác cũng sẽ bấm vào phần chốt này và đẩy kéo lại thôi. Phần thân kéo có thêm một phần tay cầm bằng cao su, giúp các bác cầm sẽ chắc chắn hơn và êm tay hơn. Phần có bóp được làm bằng thép và thiết kế giống phanh xe đạp. Khi muốn sử dụng, các bác có thể mở khóa an toàn ra. Khi muốn cắt thì các bác sẽ bóp mạnh vào. Phần dây chuyền lực được làm bằng thép. Dây chuyền lực rất là to và chắc chắn, được nối từ phần tay bóp đến phần lưỡi cắt. Phần tay bóp thì cũng thể là xoay 180 độ, giúp dễ dàng điều chỉnh hướng cắt. Các bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm tại cửa hàng trưng bày sản phẩm, trụ sở chính, Nghĩa Xuyên, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, hoặc đặt hàng trên website túibaotraicay.vn và longnghiepthanhha.vn, hoặc liên lạc đến số hotline 0982 179 226 và 0833 488 885 để gặp nhân viên tư vấn chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn mua hàng. Đơn hàng sẽ được vận chuyển qua bưu điện đến địa chỉ yêu cầu, được kiểm tra và thanh toán trước khi nhận hàng.